Xin chào mọi người, thì hôm nay sẵn đang có một chiếc Tucson 2020 phiên bản đặc biệt màu đỏ vừa về showroom. Thì Toàn giới thiệu cho anh chị em về giá bán cũng như là chương trình ưu đãi của phiên bản này, để có những khách hàng nào đang có nhu cầu lấy xe trong tháng thì có thể liên hệ trực tiếp với Toàn để nhận được chương trình báo giá cũng như là khuyến mại đặc biệt. Vui lòng theo dõi chi tiết. Về mẫu Hyundai Tucson 2020 màu đỏ đang được trưng bày ngay tại showroom của Toàn, thì xe này chưa có khách đặt nha anh chị, nên là những ai đang tìm màu đỏ cũng như đang muốn sở hữu phiên bản này trong tháng 8 thì hãy vui lòng gọi trực tiếp cho Toàn để được báo giá chi tiết về phiên bản của chiếc xe. Hiện tại giá niêm yết của dòng xe này đang là máy xăng 2.0 máy xăng đặc biệt, đang được giá niêm yết của Hyundai Thành Công là 878 triệu. Rồi nếu mà lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi tầm khoảng 933 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh lân cận thì nó rơi tầm khoảng 914 triệu. Thì về ưu đãi cũng như là về chương trình khuyến mại chi tiết của dòng Hyundai Tucson 2.0 đặc biệt này thì anh chị vui lòng gọi trực tiếp cho Toàn để được tư vấn cũng như là báo giá cụ thể. Với dòng xe này thì đang được hỗ trợ đi tới 80% giá trị xe nha anh chị. Nếu mà anh chị nào đang có nhu cầu cũng như là đang muốn sở hữu Hyundai Tucson 2020 bản máy xăng đặc biệt này thì vui lòng gọi trực tiếp cho Toàn để được tư vấn cũng như là báo giá cho anh chị em. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị em.